Trực tiếp Tây Ban Nha vs Costa Rica, bò tóp thị uy. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Costa Rica lượt trận đầu tiên bảng Euro Cup 2022 diễn ra lúc 23 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2022 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Antumama tại Qatar, 16:09, 16:08. Dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique, Tây Ban Nha đã liên tục trẻ hóa đội hình. Tới World Cup 2022, La Roja đã khẳng định quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ khi không triệu tập những công thần trước đây như Sergio Ramos, David De Gea hay Thiago Alcantara. Hiệu quả từ quá trình đổi mới của huấn luyện viên Luis Enrique đã được khẳng định. Tây Ban Nha đang sở hữu một lối chơi sắc nét, luôn cầm bóng áp đảo và pressing hiện đại, chủ bỏ hình ảnh thiếu sức sống như trong giai đoạn thoái trào 2014 đến 2018. Về mặt thành tích, Tây Ban Nha của huấn luyện viên Luis Enrique đã vào tới bán kết Euro 2020, giành ngôi Á quân Nations League 2020-2021 và mới đoạt vé vào vòng chung kết Nations League 2022-2023. Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì thói quen tiến sâu ở các giải đấu khi tới Qatar tham dự World Cup 2022. Nếu như Tây Ban Nha là một tập thể trẻ trung và mạnh mẽ, thì Costa Rica trông cậy vào kinh nghiệm. Đại diện khu vực CONCACAF vẫn dựa vào bộ khung từng vào tứ kết World Cup 2014 gồm thủ môn Keylor Navas, hậu vệ Oscar Dutti, tiền vệ Bryan Ruiz và tiền đạo Joe Campbell. Huấn luyện viên Luis Fernando Suarez thừa nhận Costa Rica đã rơi vào bảng đấu khó với Tây Ban Nha, Đức và Nhật Bản. Tuy nhiên, Costa Rica sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái và đặt mục tiêu thể hiện bản thân tại World Cup 2022. 16:06, 16:06, 16:04. Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha, Unai Simón, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Eric García, Torres, Sergio Busquets, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Álvaro Morata, Ansu Fati. Costa Rica: Navas, Fuller, Dutti, Cafu, Oviedo, Boxer, Ruiz, Bennett, Tejeda, Campbell, Contreras. Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Tây Ban Nha và Costa Rica. Các siêu máy tính vừa mới đây đã đưa ra dự đoán kết quả trận Tây Ban Nha và Costa Rica. Trận so tài giữa Tây Ban Nha và Costa Rica sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 11. Một trận đấu rất đáng xem và chờ đợi và được dự báo xuất nhiều siêu phẩm đẹp mắt. Hiện tại, Tây Ban Nha đang sở hữu phong độ tốt. Họ mới đánh bại Jordan 3-1 trong trận giao hữu kể từ khi kết thúc chiến dịch UEFA Nations League với trận thắng tối thiểu. Bồ Đào Nha và cũng giành vé dự World Cup 2022 với 19.68 trận đấu vòng loại. Bên kia chiến tuyến, Costa Rica cũng có sự chuẩn bị tốt trước thềm World Cup với hai trận thắng giao hữu gần nhất trước Uzbekistan và Nigeria. Tính trọng hơn, trong 13 trận đấu gần nhất, Costa Rica chỉ thua một trận. Phân tích dữ liệu tổng hợp từ các màn trình diễn gần đây của hai đội, siêu máy tính có tên Fighters đưa ra dự đoán Tây Ban Nha sẽ đánh bại cặp Costa Rica trong trận ra quân World Cup 2022. Các con số cho thấy cuộc cửa thắng của La Roja đạt mức 76%, áp đảo so với chỉ vỏn vẹn 6% của Costa Rica. Trong khi đó, xác suất trận đấu kết thúc với kết quả hòa lên tới hai chữ số là 18%. Theo siêu máy tính của Opta, đoàn quân của Luis Enrique có 82,7% cơ hội thắng trận so với 54% của Costa Rica. Trong khi đó, khả năng hai đội hòa nhau lên tới 11,9%. Trong khi đó, Sportsmo dự đoán mặc dù phần thắng vẫn nghiêng về phía La Roja với tỷ lệ 73,28% so với 8,57% của Costa Rica, nhưng tỷ lệ chia điểm lên tới 18,13%. Thông tin bên lề, Tây Ban Nha ghi ít nhất hai bàn trong 3 trận gần nhất chạm trán với Costa Rica. Tây Ban Nha bất bại 5 trận gần nhất World Cup, Costa Rica không thắng 6 trận gần nhất World Cup. Tình hình lực lượng Tây Ban Nha đấu Costa Rica. Tây Ban Nha, Jose Gayà trợ giải do chấn thương. Costa Rica, lực lượng đầy đủ. Danh sách tham dự World Cup 2022 của đội tuyển Tây Ban Nha: thủ môn Unai Simón, Robert Sanchez, David De Gea, hậu vệ Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric Garcia, Hugo Guillamon, Paul Torres, Laporte, Jordi Alba, José Gayà, tiền vệ Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carles Soler, Marcus Llorente, Pedri, Koke, tiền đạo Ferran Torres, Pablo Sarabia, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Nico Williams, Ansu Fati, Dani Olmo. Danh sách tham dự World Cup 2022 của đội tuyển Costa Rica: thủ môn Keylor Navas, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, hậu vệ Francisco Cabello, João Paulo Vargas, Kendall Watson, Oscar Dutti, Daniel Jacken, Kaiser Fuller, Carlos Martinez, Bryan Oviedo, Ronald Matarita, tiền vệ Jason Tejeda, Cesar Boxer, Justin Salas, Grant Wilson, Gerson Torres, Douglas Robert, Wilson Bennett, Alvaro Zamora, Anthony Hernandez, Brandon Aguilera, Bryan Ruiz, tiền đạo Joe Campbell, Anthony Contreras, Johan Venegas. Nhận định Tây Ban Nha vs Costa Rica, 23 giờ ngày 23 tháng 11, chiêu trò của Enrique. Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Costa Rica, bảng E World Cup 2022, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vào lúc 23 giờ hôm nay, ngày 23 tháng 11, Tây Ban Nha sẽ ra quân với chiêu trò đặc biệt của huấn luyện viên Luis Enrique. Nhận định trước trận đấu Tây Ban Nha vs Costa Rica, lịch sử World Cup và thậm chí bóng đá thế giới chưa chứng kiến trường hợp nào như huấn luyện viên Luis Enrique của Tây Ban Nha. Nhân lập kênh riêng trên mạng xã hội để livestream trả lời người hâm mộ các câu hỏi về chiến thuật ngay trước giải đấu. Enrique cho biết ông sẽ sử dụng kênh này thường xuyên tại World Cup 2022 sau mỗi trận đấu của La Roja. Trong các cuộc trò chuyện đầu tiên, Enrique thu về hàng chục nghìn người xem và theo dõi. Ông cũng không ngần ngại trả lời thẳng thắn về ý đồ chiến thuật của Tây Ban Nha, bao gồm việc không sử dụng số 9 ảo như nhiều người lầm tưởng. Không ai rõ liệu Enrique sẽ chia sẻ thêm những gì khi Tây Ban Nha chính thức khởi tranh, nhưng chiêu trò mới của ông tạm thời giúp các học trò thoát khỏi áp lực. Tây Ban Nha đã phải hứng chịu nhiều nghi ngờ vì chính lựa chọn của Enrique khi ông triệu tập đến 8 cầu thủ Barca, bao gồm cả những cái tên đang chấn thương hoặc chơi tệ như Alba, Busquets, Torres. Về lý thuyết, gặp Costa Rica là cơ hội tốt cho Tây Ban Nha giành 3 điểm. Khác với 8 năm trước, Costa Rica hiện tại không còn gì đặc biệt vì thiếu lớp cầu thủ kế cận. Những người hùng của họ như Keylor Navas, Bryan Ruiz vẫn phải kể ảnh gần đấy năm và đã rất già. Họ không thể tạo ra bất ngờ trước một tập thể mạnh và nhuần nhuyễn như La Roja của Enrique. Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Costa Rica. Tây Ban Nha có phong độ rất cao trước World Cup 2022. Họ thắng 4 trên 5 trận gần đây, trong đó có 3 trận giữ sạch lưới. Đây cũng là phong độ tương tự của Costa Rica, thắng 4, hòa 1 trong 5 trận vừa qua. Dù vậy, các đối thủ của Costa Rica chỉ là các đội đến từ châu Á hoặc châu Phi. Tây Ban Nha và Costa Rica đã gặp nhau 3 lần trong quá khứ. Tây Ban Nha bất bại với thành tích thắng 2, hòa 1. Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Costa Rica. Tây Ban Nha mất Jose Gayà vào phút chót, buộc Enrique phải triệu tập Alejandro vào được thay thế. Tuy nhiên, với việc Alba kịp hồi phục, tài năng trẻ của Barca nhiều khả năng sẽ phải ngồi dự bị. Ở các vị trí khác, Tây Ban Nha có đầy đủ lực lượng. Ở chiều ngược lại, Costa Rica cũng có lực lượng mạnh nhất cho trận này. Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha 3-0 Costa Rica. World Cup 2022, Ansu Fati, niềm hy vọng của bóng đá Tây Ban Nha. Trong lần đầu dự World Cup, rõ ràng Fati đang đứng trước nhiều thử thách, nhưng bằng niềm tin của huấn luyện viên Enrique dành cho anh, cổ động viên Tây Ban Nha mong rằng Qatar sẽ làm mảnh đất nơi anh bước ra ánh sáng. Khi Lionel Messi rời Barcelona vào mùa hè năm 2021, cổ động viên đã yêu cầu cấp chiếc áo số 10 của anh. Lúc đó, nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra về việc có nên làm theo ý kiến cổ động viên hay tiếp tục đi tìm số 10 mới cho Barcelona. Sau đó, đội bóng chủ sân Nou Camp đã đề nghị trao áo số 10 cho Sergio Aguero nhưng ngôi sao người Argentina từ chối. Tiếp đó, Philippe Coutinho cũng được đề nghị nhưng anh cũng từ chối. Phương án cuối của Barcelona là hỏi Ansu Fati, lúc đó chỉ mới 18 tuổi nhưng tài năng trẻ đã trả lời, hãy nói chuyện với thủ quân của đội. Nếu anh ấy thấy thoải mái thì tôi sẽ mặc áo số 10. Chỉ một mẩu chuyện nhỏ về số áo nhưng cũng đủ cho thấy phần nào khả năng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của Fati. Cầu thủ lớn lên trong gia đình có bố mẹ nhập cư từ Guinea-Bissau tới Tây Ban Nha, nơi đội bóng của nước này cũng đang mong chờ Fati tỏa sáng tại Qatar. Dù chỉ ra sân 3 lần trong mùa giải này trong màu áo Barcelona, Fati vẫn có tên trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Luis Enrique. Còn trong mùa năm ngoái, mùa đầu tiên mặc áo số 10 của Messi, Fati thi đấu 3 trận, ghi được 4 bàn. Tuy nhiên, chấn thương ở đầu gối buộc tài năng trẻ này phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật, ngồi ngoài 10 tháng. Dĩ nhiên, có nhiều tranh cãi về việc huấn luyện viên Enrique ưu ái Fati, nhưng với một người thành công trong việc giới thiệu Pedri ở Euro 2020, chiến lược gia từng là cầu thủ rồi dẫn dắt cả Barcelona, lẫn Messi, có quan điểm của ông. Ông đã khẳng định hãy dừng cả tháng về chấn thương của cậu ấy. Fati cũng như bao cầu thủ, chấn thương và hồi phục, và không để huấn luyện viên Enrique chịu nhiều sức ép. Ngay khi trở lại trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2022 của Tây Ban Nha với Jordan, Fati chỉ cần 13 phút để lập công. Lúc này, mọi ý kiến chỉ trích về bài chàng trai trẻ với trọng trách gánh vác hàng công của Tây Ban Nha đã bị đập tan. Với nhiều khả năng Tây Ban Nha ra sân cùng trung phong Álvaro Morata, Fati có nhiệm vụ làm cầu nối giữa Morata và hàng tiền vệ, cũng như tận dụng những khoảng trống mà đàn anh tạo ra. Trong lần đầu dự World Cup, rõ ràng Fati đang đứng trước nhiều thử thách, nhưng bằng niềm tin của huấn luyện viên Enrique dành cho anh, cổ động viên Tây Ban Nha mong rằng Qatar sẽ làm mảnh đất nơi anh bước ra ánh sáng, cũng như cách người đàn anh Messi xuất hiện trên đất nước vào năm 2006. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Costa Rica, bảng E World Cup 2022. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Costa Rica trong khuôn khổ bảng E World Cup 2022 từ 23 giờ hôm nay ngày 23 tháng 11. Mời các bạn chú ý đón xem. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Costa Rica từ 23 giờ. Tình hình lực lượng. Tây Ban Nha, Gea vắng mặt do chấn thương. Costa Rica có lực lượng mạnh nhất. Đội hình dự kiến. Tây Ban Nha, Simon, Alba, Laporte, Torres, Carvajal, Pedri, Busquets, Gavi, William, Morata, Torres. Costa Rica, Navas, Martinez, Cavu, Dutti, Oviedo, Tejeda, Torres, Ruiz, Bogger, Contreras, Campbell. Nhận định trước trận. Sau liên tiếp hai kỳ World Cup không thành công, bị loại ở vòng bảng năm 2014 và vòng 1/8 năm 2018, số phận lại thử thách Tây Ban Nha khi trao cho thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique một bảng đấu khó. Cả Đức, Nhật Bản và Costa Rica đều là những đối thủ mạnh, khiến Tây Ban Nha phải chơi với hơn 100% khả năng mới có hy vọng lọt vào vòng sau. Tây Ban Nha từng có thời kỳ hoàng kim 2008 đến 2012 gắn liền với giai đoạn Barcelona thống trị bóng đá châu Âu. Bộ khung của La Fiorentina khi ấy là sự pha trộn giữa bộ khung của Barcelona Xavi Hernández, Andres Iniesta, Sergio Busquets, David Villa và Real Madrid Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa, Iker Casillas cùng lối chơi kiểm soát bóng được nâng tầm nghệ thuật. Tuy nhiên, khi trào lưu chi dừng pressing lên ngôi với ngọn cờ đầu Bayern Munich của Joachim Kies và Borussia Dortmund của Jurgen Klopp, người Tây Ban Nha dường như bị tụt lại. Barcelona và Real Madrid vẫn có tổng cộng 5 lần vô địch Champions League từ năm 2015 đến nay, nhưng dấu ấn của cầu thủ Tây Ban Nha mờ nhạt dần. Khi tầm ảnh hưởng cầu thủ từ hai đội bóng hàng đầu La Liga suy giảm, đội tuyển Tây Ban Nha cũng không giữ được vị thế. Liên tục trong 4 năm, 2014 đến 2018, Tây Ban Nha bị loại ở vòng bảng hoặc vòng 1/8 của các kỳ World Cup và Euro. Tình hình chỉ khởi sắc khi huấn luyện viên Luis Enrique ngồi vào ghế huấn luyện. Cựu huấn luyện viên Barcelona xây lại bộ khung đội hình, đặt niềm tin vào các nhân tố mới. Tây Ban Nha vẫn chơi kiểm soát bóng, nhưng đa dạng và sáng tạo hơn. Bên cạnh kiểm soát, đội bóng của Enrique cũng phát triển khía cạnh pressing để gia cố sức mạnh trước những đội tuyển lớn. Nhờ thay đổi toàn diện về chiến thuật và con người, Tây Ban Nha đã lọt vào bán kết Euro 2020, chỉ dừng bước trước nhà vô địch Italy trên chấm luân lưu. Song, nói vậy không có nghĩa Tây Ban Nha sẽ có kỳ World Cup thuận lợi, bởi sau Euro 2020, lối chơi của Pedri cùng đồng đội có thể bị đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Ở sân chơi nhiều biến số và diễn ra giữa mùa giải như World Cup 2022, các đội tuyển cần thích nghi và thay đổi. Nếu không linh hoạt trong lối chơi, Tây Ban Nha dễ bị bắt bài. Nguy cơ đó càng lớn hơn khi huấn luyện viên Enrique đang không có trong tay đội hình đẳng cấp như 10 năm trước. Ở Euro 2020, lệnh ấn tiên phong hàng công Tây Ban Nha là Álvaro Morata tiền đạo, chưa bao giờ ở tầm ngôi sao và gây thất vọng bởi tâm lý bất ổn dù chơi cho Chelsea hay Real Madrid. Mikel Oyarzabal, một cầu thủ khác được Enrique kỳ vọng, cũng chỉ ở hạng trung, giống như Dani Olmo. Tây Ban Nha có đội hình đồng đều về chất lượng nhưng lại thiếu ngôi sao bản lĩnh và kinh nghiệm để giải quyết khó khăn. Bên cạnh vắng một trung phong thuần túy như Fernando Torres hay Diego Costa trước đây, quyết định gạt bỏ Sergio Ramos để triệu tập trung vệ non nớt Eric Garcia của huấn luyện viên Enrique gây tranh cãi, nhưng cho thấy ông đặt niềm tin đến cùng vào triết lý và tập thể của mình. Đội tuyển Costa Rica là đối thủ dễ thở nhất với Tây Ban Nha ở bảng này. Đại diện Trung Mỹ không còn mạnh như thời điểm vào tứ kết World Cup 2014 khi không có cầu thủ tầm cỡ nào ngoài Keylor Navas. Nguyên nhân chủ yếu bởi Costa Rica chưa đủ tầm đào tạo các lứa cầu thủ đẳng cấp xen kẽ nhau. Ở khu vực CONCACAF, ngoài Mexico và Mỹ, Costa Rica cũng hiếm khi được cọ sát với đối thủ mạnh để nâng cao trình độ, khác với Tây Ban Nha thường xuyên chạm trán Pháp, Đức hay Anh. Do đó, cùng có phong độ tốt trước World Cup, chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất, nhưng Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Costa Rica. Trải nghiệm ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển trong 3 năm qua cũng giúp Pedri cùng đồng đội thêm trưởng thành so với Euro 2020. Minh chứng là Tây Ban Nha đã vào tới chung kết Nations League 2021, chỉ thua trận trước một tuyển Pháp già dơ và kinh nghiệm hơn. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thắng Costa Rica để có lưng vốn về điểm số, trước khi đua tranh với Đức và Nhật Bản ở bảng đấu hứa hẹn khó đoán này. Dự đoán, Tây Ban Nha 2-0 Costa Rica. Hồng Nam, trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Costa Rica từ 23 giờ. Tình hình lực lượng, Tây Ban Nha, Gea vắng mặt do chấn thương. Costa Rica có lực lượng mạnh nhất. Đội hình dự kiến, Tây Ban Nha, Simon, Alba, Laporte, Torres, Carvajal, Pedri, Busquets, Gavi, William, Morata, Torres. Costa Rica, Navas, Martinez, Cavo, Dutti, Oviedo, Tejeda, Torres, Ruiz, Bogger, Contreras, Campbell. Nhận định trước trận. Sau liên tiếp hai kỳ World Cup không thành công, bị loại ở vòng bảng năm 2014 và vòng 1/8 năm 2018, số phận lại thử thách Tây Ban Nha khi trao cho thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique một bảng đấu khó. Cả Đức, Nhật Bản và Costa Rica đều là những đối thủ mạnh, khiến Tây Ban Nha phải chơi với hơn 100% khả năng mới có hy vọng lọt vào vòng sau. Tây Ban Nha từng có thời kỳ hoàng kim 2008 đến 2012 gắn liền với giai đoạn Barcelona thống trị bóng đá châu Âu. Bộ khung của La Fiorentina khi ấy là sự pha trộn giữa bộ khung của Barcelona Xavi Hernández, Andres Iniesta, Sergio Busquets, David Villa và Real Madrid Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa, Iker Casillas cùng lối chơi kiểm soát bóng được nâng tầm nghệ thuật. Tuy nhiên, khi trào lưu chi dừng pressing lên ngôi với ngọn cờ đầu Bayern Munich của Joachim Kies và Borussia Dortmund của Jurgen Klopp, người Tây Ban Nha dường như bị tụt lại. Barcelona và Real Madrid vẫn có tổng cộng 5 lần vô địch Champions League từ năm 2015 đến nay, nhưng dấu ấn của cầu thủ Tây Ban Nha mờ nhạt dần. Khi tầm ảnh hưởng cầu thủ từ hai đội bóng hàng đầu La Liga suy giảm, đội tuyển Tây Ban Nha cũng không giữ được vị thế. Liên tục trong 4 năm, 2014 đến 2018, Tây Ban Nha bị loại ở vòng bảng hoặc vòng 1 trên 8 của các kỳ World Cup và Euro. Tình hình chỉ khởi sắc khi huấn luyện viên Luis Enrique ngồi vào ghế huấn luyện. Cựu huấn luyện viên Barcelona xây lại bộ khung đội hình, đặt niềm tin vào các nhân tố mới. Tây Ban Nha vẫn chưa kiểm soát bóng, nhưng đa dạng và sáng tạo hơn. Bên cạnh kiểm soát, đội bóng của Enrique cũng phát triển khía cạnh pressing để gia cố sức mạnh trước những đội tuyển lớn. Nhờ thay đổi toàn diện về chiến thuật và con người, Tây Ban Nha đã lọt vào bán kết Euro 2020, chỉ dừng bước trước nhà vô địch Italy trên chấm luân lưu. Song, nói vậy không có nghĩa Tây Ban Nha sẽ có kỳ World Cup thuận lợi, bởi sau Euro 2020, lối chơi của Pedri cùng đồng đội có thể bị đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Ở sân chơi nhiều biến số và diễn ra giữa mùa giải như World Cup 2022, các đội tuyển cần thích nghi và thay đổi. Nếu không linh hoạt trong lối chơi, Tây Ban Nha dễ bị bắt bài. Nguy cơ đó càng lớn hơn khi huấn luyện viên Enrique đang không có trong tay đội hình đẳng cấp như 10 năm trước. Ở Euro 2020, lệnh ấn tiên phong hàng công Tây Ban Nha là Álvaro Morata tiền đạo, chưa bao giờ ở tầm ngôi sao và gây thất vọng bởi tâm lý bất ổn dù chơi cho Chelsea hay Real Madrid. Mikel Oyarzabal, một cầu thủ khác được Enrique kỳ vọng, cũng chỉ ở hàng trung, giống như Dani Olmo. Tây Ban Nha có đội hình đồng đều về chất lượng, nhưng lại thiếu ngôi sao bản lĩnh và kinh nghiệm để giải quyết khó khăn. Bên cạnh vắng một trung phong thuần túy như Fernando Torres hay Diego Costa trước đây, quyết định gạt bỏ Sergio Ramos để triệu tập trung vệ non nớt Eric Garcia của huấn luyện viên Enrique gây tranh cãi, nhưng cho thấy ông đặt niềm tin đến cùng vào triết lý và tập thể của mình. Đội tuyển Costa Rica là đối thủ dễ thở nhất với Tây Ban Nha ở bảng này. Đại diện Trung Mỹ không còn mạnh như thời điểm vào tứ kết World Cup 2014 khi không có cầu thủ tầm cỡ nào ngoài Keylor Navas. Nguyên nhân chủ yếu bởi Costa Rica chưa đủ tầm đào tạo các lứa cầu thủ đẳng cấp xen kẽ nhau. Ở khu vực CONCACAF, ngoài Mexico và Mỹ, Costa Rica cũng hiếm khi được cọ sát với đối thủ mạnh để nâng cao trình độ, khác với Tây Ban Nha thường xuyên chạm trán Pháp, Đức hay Anh. Do đó, cùng có phong độ tốt trước World Cup, chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất, nhưng Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Costa Rica. Trải nghiệm ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển trong 3 năm qua cũng giúp Pedri cùng đồng đội thêm trưởng thành so với Euro 2020. Minh chứng là Tây Ban Nha đã vào tới chung kết Nations League 2021, chỉ thua trận trước một tuyển Pháp già dơ và kinh nghiệm hơn. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thắng Costa Rica để có lưng vốn về điểm số trước khi đua tranh với Đức và Nhật Bản ở bảng đấu hứa hẹn khó đoán này.